Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin phép được trình bày trong chuyên ngày hôm nay với chủ đề về ghép phổi và theo dõi sau ghép. Chúng ta biết rằng ghép phổi lần đầu tiên thế giới thực hiện vào năm 1963 ở Mississippi, rồi trải qua nhiều bước phát triển. Khoảng 15 năm gần đây nó phát triển ổn định và số lượng tăng rất nhanh, cho đến bây giờ số lượng ghép phổi đã xấp xỉ số lượng ghép tim một năm. Trong đó cách đây 10-15 năm nó chỉ chiếm khoảng 1/5 số ghép tim. Đây là hình ảnh ta ghép tim phổi đầu tiên. Các kỹ thuật ghép phổi chúng ta có ghép hai phổi, ghép một phổi, ghép thùy phổi, ghép khối tim phổi. Trong đó hiện tại là ghép hai phổi, ghép một phổi là kỹ thuật phổ biến nhất, nhất là kỹ thuật ghép hai phổi. Về phổi hiến ấy, thì đôi khi có phổi hiến là người cho sống, nhất là người lớn cùng gia đình cho trẻ em để ghép. Còn hầu hết các trường hợp đều là lấy phổi từ người cho chết não, mà chủ yếu là người cho đa tạng chết não, tức chúng ta lấy toàn bộ phổi để ghép. Về một số cái tổng quan một số các ghép phổi thế giới, tôi thấy rằng là cái vùng đỏ đỏ là vùng của chúng ta tham gia một số rất ít thôi, tuy nhiên có số lượng tăng lên những năm vừa rồi, nhưng chủ yếu vẫn là ở Bắc Mỹ và châu Âu là những cái ghép phổi. Về cái ghép phổi chủ yếu chúng ta thấy cái số lượng ghép mà ghép một phổi ấy, thì tương đối ổn định, cái đường xanh ấy, cái hình xanh ấy. Còn cái hình tím ấy, là ghép hai phổi phát triển khá nhanh những năm vừa rồi. Vậy thì ghép hai phổi là những cái đã phát triển rất mạnh trong những năm vừa qua. Về mặt nhóm bệnh ghép phổi chúng ta chia được 4 nhóm. Nhóm A là bệnh phổi tắc nghẽn gồm có 16 bệnh, nhóm B là bệnh mạch máu phổi gồm có 18 bệnh, nhóm C là nhóm xơ nang hoặc rối loạn suy giảm miễn dịch có 5 bệnh và nhóm D là nhóm bệnh phổi hạn chế có 41 bệnh khác nhau để những cái bệnh lý mà mạng phổi mãn tính có chỉ định ghép phổi. Thế mà chỉ định ghép phổi theo tổ chức hiệp hội ghép tim phổi trên thế giới thì chỉ định chung ghép phổi gồm những cái chỉ định sau. Thứ nhất là người bệnh mắc những cái bệnh mắc một trong những cái bệnh phổi thuộc nhóm 4 nhóm nêu trên đã bị giai đoạn cuối rồi, siêu hấp thường xuyên suốt cả ngày và điều trị tối ưu bằng mọi biện pháp nội ngoại khoa rồi mà không có giải pháp nào. Nguy cơ tử vong nếu không ghép phổi trên 50% trong vòng 2 năm. Và với thể trạng toàn trạng còn tương đối chấp nhận được với khả năng sống sót ít nhất là 90 ngày sau ghép đạt hơn 80%. Không có bệnh đồng mắc ngoài phổi làm ảnh hưởng tiên tiên lượng sống sau 5 năm đầu tiên sau ghép, ví dụ ung thư và một số các bệnh lý mãn tính nặng khác. Không kèm các vấn đề tâm lý xã hội và trợ giúp đầy đủ, tức là không bị tâm thần, không bị rối loạn về nhận thức cũng như là và được trợ giúp đầy đủ của gia đình và xã hội, chứ không phải là người mà không có điều kiện trợ giúp là không có chỉ định ghép. Có những cái chống chỉ định tuyệt đối của bên ghép phổi, cái chữ đỏ trên đây là cái chúng tôi đã gặp phải rồi và chúng tôi đã có kinh nghiệm đó rồi. Còn nói chung trong quy định có rất nhiều các cái nhiễm trùng, rồi bệnh lý ác tính, rồi bệnh mạch vành đông máu, rồi bị quá béo bẹo, rồi đang nghiện hút thuốc, nghiện say rượu, các vấn đề tâm lý xã hội vân vân là những cái chống chỉ định tuyệt đối. Thế là có những cái này chúng ta không phẫu thuật. Có những cái chống chỉ định tương đối, tức là có từ 2 đến 3, 2 chống chỉ định tương đối trở lên thì chúng ta cũng coi như là một chống chỉ định tuyệt đối, chúng ta không nên chọn những phẫu thuật cho điều đó. Ví dụ như tuổi cao, rồi béo vừa phải, suy dưỡng quá nặng, hoặc là rồi phẫu thuật lồng ngực rất lớn trước đây có nhiễm khuẩn nấm, có khả năng kháng thuốc, điều trị mà nó mới tạm ổn định thôi, chưa được ổn định lắm. Rồi nhiễm các cái virus mà không hỗ trợ xã hội, đó là những cái vấn chống chỉ định tương đối. Bệnh căn ghép phổi ở người lớn thì có rất nhiều, tuy nhiên nó tập trung vào 4 cái nhóm bệnh chính. Ở đầu có thấy rằng bệnh COPD, rồi bệnh viêm phổi kẽ vô căn, xơ nang phổi ở bệnh phổi kẽ là những cái nhóm bệnh thấy rằng là có tỷ lệ ghép phổi tương đối cao, trên 5% trở lên, 30%. Các cái hình ảnh này cũng thấy rằng các cái nhóm bệnh tôi vừa nói ở trên đó cũng chiếm tỷ lệ cao về mặt số lượng bệnh phổi được ghép hàng năm, cũng như là số ca ghép hàng năm đều là rơi vào cái nhóm bệnh đó là chính, nhóm bệnh tôi vừa nói ở trên. Nếu xét về góc độ mà kết quả sau ghép phổi thì thấy rằng cái đường màu xanh ấy là ghép hai phổi và đường màu vàng ấy là ghép một phổi, thấy rằng kết quả lâu dài sau ghép hai phổi tốt hơn là ghép một phổi. Chính vì vậy nên ghép hai phổi ở đây mới phát triển một cách tương đối tốt. Trong các cái loại bệnh lý thường xuyên ghép phổi ấy, thì có cái xơ nang phổi ấy, là cái mà cái kết quả sau ghép được ổn định và được lâu dài nhất, còn những cái ghép phổi khác thì nó cũng kết quả hạn chế thấp hơn, ít hơn so với thời gian. Đặc biệt nhất là cái COPD là cái kết quả nó cũng là hạn chế nhất, được xanh đấy. Về mặt cái nguyên nhân tử vong của người bệnh sau ghép phổi ấy, ở người lớn ấy, thì thống kê trên thế giới thấy rằng là có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên nó rơi vào 3 nhóm chính. Nhất là các bệnh lý tắc nghẽn đường hô hấp, biến chứng tắc nghẽn đường hô hấp thì những thời gian đầu sau ghép thì ít thôi, nhưng càng về sau thì càng nhiều nguyên nhân gây tử vong. Thế rồi các cái nhiễm trùng, đặc biệt là giai đoạn đầu thì nhiễm trùng nó càng chiếm tỷ lệ cao trong vấn đề gây tử vong. Rồi cái suy mảnh ghép cũng là một cái
cái nguyên nhân gây tử vong tương đối lớn. Đó là những nguyên nhân chính mà gây tử vong sau ghép phổi cho người bệnh. Nếu để nói tử vong mà nói, có thể thấy rằng đối với ghép phổi hiện tại bây giờ tỷ lệ sống sau 5 năm nó khoảng ngoài 50% một chút, sống sau 5 năm. Nghĩa là cái tỷ lệ so với cái ghép tim thì có đến 80-90% sống sau 5 năm, thì đây là ghép phổi chỉ được khoảng như vậy, ngoài 50% thôi. Đó. Về cái ghép phổi từ người cho đa tạng chết não, tiêu chuẩn người cho phổi thì có tiêu chuẩn nhất định. Đó. Ví dụ như là được chẩn đoán chết não chắc chắn rồi, tuổi thì còn không quá lớn tuổi, không có bệnh lý của phổi nặng, không trao đổi phổi còn tốt, rồi nội soi phế quản thì dịch nó còn sạch, cấy thì không ra các vi khuẩn gây bệnh, không có tiền sử thuốc lá nặng, rồi vân vân, cái chấn thương các cái tiền sử phẫu thuật vào vùng ngực nặng không có, các xét nghiệm khác nó tương đối âm tính và không có mắc các bệnh ác tính, là những cái tiêu chí người cho phổi phải đạt. Với người nhận phổi ấy, thì phải đáp ứng các tiêu chí như ở trên, tiêu chí của cái người bệnh bệnh phổi ở trên, và đã được điều trị nội khoa đầy đủ chống nhiễm trùng. Nếu mà có nguy cơ tử vong trong 1 năm nếu không ghép phổi theo bảng LAS thì nó cao, thế rồi tuổi thì không quá là lớn tuổi và không có cái yếu tố như là bệnh lý ở trên giống như các cái chống chỉ định ghép phổi. Để phù hợp miễn dịch giữa người cho và người nhận thì có những điểm chính đủ tương thích nhóm máu AB0 rồi tương thích HLA, và người nhận không có kháng thể kháng HLA. Cái này thì tương đối thôi vì sau ghép quen này có thể có, nhưng đoạn đầu thì không nên chọn bệnh nhân có kháng thể kháng HLA, và CrossMed thì phải tự loại trừ huyết thanh thì bắt buộc phải âm tính. Về ghép phổi ở Việt Nam thì nên đi sau ghép tim gan thận một chút, và cho đến nay thì kết quả thì nó làm sao, vì nó khó kỹ thuật, đặc biệt về kỹ thuật, về tổ chức, nhất là kỹ thuật tổ chức và hồi sức sau mổ nó ghép nó khó. Thứ hai là kết quả vì hạn chế, cho nên là rất khó giải thích cho người bệnh những vấn đề mà lựa chọn cái phẫu thuật ghép phổi. Cho tới đến 2018, chính như vậy, tới 2018 vẫn là giai đoạn nghiên cứu, một số bệnh viện vẫn đang giai đoạn nghiên cứu. Cho đến nay có một số thành tựu ban đầu, nhưng mà thực sự là làm sao phát triển thường quy được như ghép tim, ghép gan cũng là cái thách thức của chúng tôi đang cố gắng trong thời gian tới, và làm sao có thể được chuyển giao kỹ thuật cho Made in Việt Nam như là ghép tim được. Đây là hình ảnh những ca ghép phổi đầu tiên ở trong Học viện Quân y 03 tháng 2 năm 2017, rồi bệnh viện 08 năm 2018. Ở Việt Đức cho đến nay chúng tôi đã ghép được 5 ca, bệnh thì cũng tương đối đa dạng. Đó. Thế thì có những ca sống lâu nhất bây giờ được đến 35 tháng rồi, còn có những ca sống ít nhất là sống 3 tuần sau mổ do cái biến chứng suy đa tạng sau khi từ trước khi ghép mà kéo dài đến sau ghép và bệnh nhân không hồi phục được. Các cái thông số về mặt người cho người nhận thấy rằng đa số bệnh nhân của chúng tôi tương đối nặng, có thể là vì cho lứa đầu mình chọn không có nhiều chủ quyền chọn lựa, ở chính những người bệnh người ta đã chắc chắn là bên bờ của cái chết rồi, người ta mới đồng ý để ghép, thành ra cái đối tượng mình chọn bệnh nhân tương đối nặng này, kết quả nó cũng rất là hạn chế. Có đa số bệnh nhân đều là suy dinh dưỡng rất là nặng. Các cái kết quả chúng tôi qua 5 trường hợp đúc kết một số cái, ví dụ như là chọn bệnh nhân người nhận phổi quá nặng cũng làm cái ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả. Rồi vấn đề trợ giúp xã hội, ví dụ như là những cái bị sức ép, những vấn đề về mặt kinh tế xã hội cũng là cái ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Rồi bệnh nhân đến chúng tôi muộn quá trên điểm LAS nó cao quá cũng làm tăng nặng yếu tố điều trị sau khi mổ cho bệnh nhân. Cái quy trình phẫu thuật thì là về mặt người nhận phổi thì chúng tôi đã được hội chẩn tiếp nhận từ đơn vị nội khoa, rồi điều trị chuẩn bị để ghép, rồi xác định hòa hợp cho nhận khi người cho chết não, rồi tiến hành phẫu thuật ghép phổi, rồi sức sau ghép và điều trị sau ghép. Người cho thì là đã phát hiện chết não, trường hợp mà tạng tốt, đánh giá cái phổi mà tốt, hòa hợp cho nhận hợp lý thì chúng tôi sẽ tiến hành lấy đa tạng cho nó có phổi ghép, và tiến hành ghép ghép cùng một lúc nhiều tạng cho nó có ghép phổi, ghép tim, ghép gan, ghép thận và các mô tổ chức khác. Đây là hình ảnh X-quang của bệnh nhân phổi trước khi ghép, thấy cái phổi giống gần như toàn các cái nang chứa khí, chả còn nhu mô phổi nữa. Sau khi đây là cái phổi người nhận rất là đẹp, và sau đó cứ ghép cho người bệnh nhau. Cái quá trình lấy phổi ghép thì đúng như là tí tôi sẽ lấy hình ảnh, tức là người cho lấy phẫu dịch, lấy cái phổi tim, xong lấy phổi rồi mang về phòng mổ ghép phổi và ghép cho bệnh nhân với cái đường mổ rộng rãi, được clamshell đi qua cái qua 2 phổi, rồi cắt cái phẫu tích cắt cái phổi phải, rồi thứ cắt cái phổi trái, sau đó thì ghép cắt và ghép phổi phải, rồi cắt và ghép phổi trái, làm sao đảm bảo là không được chảy máu, không được để các cái bộ tổ chức biến nhiễm khuẩn nó gây lan tránh ra vết mổ. Sau khi ghép xong tiến hành một soi chữa xương thực quản, tiến hành nội soi gấp đánh giá các miệng nối, đánh giá cái dòng chảy tốt, sau đó thì để hở vết mổ không đóng trong mấy ngày đầu, và có thể chạy ECMO hỗ trợ trong vài ngày đầu, sau đó một cái quản sớm để chăm sóc đường hô hấp. Đây là quy trình của chúng tôi ở Việt Đức để làm sao đảm bảo cái những trường hợp đầu nó được cho bệnh nhân chăm sóc một cách hiệu quả nhất. Sau đó thì 3 4 ngày khi mà mô phổi nó co lại, vết mổ nó tốt rồi, chúng tôi mang lên đóng phổi thứ hai. Đây là một số hình ảnh minh họa người bệnh lấy ca ghép phổi đầu tiên, chúng tôi đã mổ quá trình lấy tim phổi, rồi phẫu tích tim phổi, rồi bảo vệ các cái tạng, bảo vệ tim riêng, bảo vệ phổi riêng bằng các thuốc riêng biệt, rồi bằng đây là đá
nước đá nó đắp vào vết mổ để làm lạnh. Chúng tôi tiến hành lấy tim ra khỏi bệnh nhân, rồi tiến hành cắt cái phổi ra khỏi người bệnh, rồi tiến hành lấy phổi đưa ra người bệnh. Sau khi lấy làm sạch cả bào, tiến hành bơm thuốc bảo quản phổi ở bên ngoài trong một cái chậu rất to. Thế rồi là sau đó cắt giảm thể tích cái phổi cho để cho nó phù hợp với lồng ngực người nhận. Rồi bắt đầu tiến hành ghép phổi. Hai phổi sau khi ghép xong, cái phổi người ghép cho vào người bệnh, sau khi tái thông khí xong nó phồng rất là đẹp, và vết mổ thì để hở không đóng khi mà nó đưa bệnh nhân về hồi sức và không đóng vết mổ. Sau đó thì vài ngày sau mang bệnh nhân lên phòng mổ, đóng lại vết mổ, khi mà vài ngày thì phổi nó hết này nó có hồi lại được, rồi tiến hành mở khí quản để chăm sóc bệnh nhân nó dễ. Điều trị sau vào hồi sức thì tương đối là phức tạp. Thế thì nó phải theo quy trình, ví dụ như là về chăm sóc hô hấp, nội soi phế quản hàng ngày nó rất là vất vả, hàng ngày phải chăm sóc người bệnh, với đặc biệt chăm sóc bệnh đường hô hấp, các cái vấn đề chống nhiễm trùng, thuốc miễn dịch, chăm sóc vết mổ, can thiệp khi phế quản nếu có vấn đề xảy ra về hẹp, về chảy, về viêm, về vân chẳng hạn thế, rồi điều trị các vấn đề suy đa tạng, suy gan, suy thận, bao gồm các cái rồi các cái chăm sóc thường quy cũng rất là bài bản, ví dụ như chăm sóc đường hô hấp, vết mổ theo quy trình, kiểm soát được cái tình trạng suy đa tạng, tiến hành lọc máu này, rồi liên tục, rồi ECMO, rồi nuôi dưỡng một đường tĩnh mạch, dùng kháng sinh, rồi vật lý đặc biệt là vật lý trị liệu đường hô hấp. Người bệnh phải tỉnh táo, phải phối hợp tốt chúng ta để thực hiện tốt các vật lý liệu pháp rất là vất vả đối với phổi ghép sau khi ghép phổi. Rồi chúng ta nếu có phát hiện ra các biến chứng hẹp đường hô hấp thường xuất hiện vài ba tuần sau khi mổ thì chúng ta phải tiến hành là điều trị rồi can thiệp để làm sao đó giải quyết các vấn đề hẹp đó, ví dụ như là do xơ hóa, do nhuyễn phế quản hoặc do tổ chức u hạt, chúng ta sẽ xử lý làm sao nong bóng rồi đốt u hạt rồi đặt stent rồi vân vân, và dưới các cái nội soi ống cứng, và đấy là những các kỹ thuật khác, rất khác nhau. Nên tóm lại là chúng ta phải đảm bảo về mặt ổn định mặt huyết động, phải tiến hành hồi sức hô hấp với rất nhiều các cái biện pháp điều trị khác nhau, từ cái vấn đề là đánh giá, rồi vấn đề tăng thông khí, các chế độ thông khí như thế nào, X-quang mổ phổi, rồi kiểm tra khí máu làm sao điều chỉnh phù hợp, rồi các cái nội soi để điều trị cấy vi khuẩn, rồi đánh giá được hàng ngày như làm sao, rồi là làm sao đó có thể là cho bệnh nhân tập dậy sớm, nội quản sớm nhất có thể, để có thể chỉ chăm sóc đến liệu pháp hô hấp sau mổ và tập phục hồi chức năng hô hấp sớm nhất có thể cho người bệnh. Về miễn dịch ý, thì nói chung là tùy theo phác đồ kinh nghiệm của trung tâm. Ở chúng tôi phía Đức, chúng tôi dùng cái phác đồ đầu tiên là dẫn nhập nó bằng Simulac, sau đó thì phác đồ ba thuốc gồm Prednisolone, Prograf và Celecept, sau đó chúng tôi đo bằng đo theo dõi bằng đo nồng độ thuốc Prograf, theo dõi tác dụng phụ của thuốc chế miễn dịch trên gan, thận, tế bào máu, với cái sơ đồ bảng sơ đồ theo dõi thời gian 1 đến 6 tháng, 7 đến 2 tháng, với nồng độ đích đạt được như như chúng ta trên cái bảng trình bày trên. Về mặt điều trị và dự phòng nhiễm trùng ấy, thì rất khoan rất phải dựa vào cấy cái cấy vi khuẩn, đặc biệt là cấy cái đờm trong cái đường hô hấp, trong cái nội soi hàng ngày, cho điều trị kháng sinh dựa vào cái phân lập vi khuẩn đó, rồi điều trị chống nấm, dự phòng chống nấm với những ghép phổi rất hay gặp và nguy cơ tử vong rất là cao sau ghép phổi. Chính như vậy điều trị chống nấm là một vấn đề rất là lưu ý trong khi điều trị ghép phổi. Rồi dự phòng có cái nhiễm trùng khác, chúng ta dùng thuốc chế miễn dịch mạnh trên là nguy cơ bùng phát cái nhiễm trùng rất là nhiều, chúng ta phải điều trị làm sao để phòng cái nhiễm trùng bội nhiễm, rồi nhiễm các cái virus khác ví dụ như là CMV hoặc là RSV là những cái mà nguy cơ nhiễm trùng, chúng ta phải điều trị dự phòng để phòng tránh những cái nhiễm virus đó. Các cái vấn đề điều trị khác ví dụ như là các cái thuốc an thần nhưng mà lại tránh làm sao ức chế hô hấp, rồi chăm sóc các cái vết mổ dẫn lưu, vết mổ rất là lớn rộng như vậy thì chăm sóc làm sao, các cái nhiễm trùng nó xử lý các cái rò rỉ vết mổ như thế nào, chế độ điều trị dinh dưỡng làm sao, vì đặc biệt bệnh nhân của chúng tôi là những bệnh nhân mà suy kiệt suy dưỡng, nên là cái mà điều trị dinh dưỡng rất quan trọng, nuôi dưỡng đường miệng, nuôi dưỡng đường máu như thế nào đó, thậm chí là mời chuyên gia dinh dưỡng lên hàng ngày để rồi đặt xong ở giày bơm thức ăn cho người bệnh làm sao nuôi dưỡng đường, đúng không? Thế khi mà bệnh nhân gặp các cái vấn đề về dạ dày ruột, ví dụ như là bệnh nhân có dùng thuốc ức chế miễn dịch cho nên nhiều vấn đề xảy ra, đặc biệt là bệnh nhân lại có suy kiệt nữa, suy dinh dưỡng kéo dài nữa, thành ra là vấn đề chúng ta xử lý những cái rối loạn đường tiêu hóa như thế nào, rồi điều trị các huyết khối dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu do bệnh nhân nằm một chỗ di chuyển nhiều nó hình thành những nguy cơ gây tắc mạch phổi rất nguy hiểm đó, mà phục hồi chức năng. Thế rồi chúng ta phát hiện và điều trị các biến chứng trong quá trình nằm hồi sức, ví dụ như là các rò khí sau mổ, rò miệng nối nếu mà có, rò từ nhu mô phổi, thế rồi các cái chảy máu trong những ngày đầu sau mổ có không có phải xử lý, rồi các cái tràn khí khi nó sau một thời gian nó xé rách nhu mô hoặc có những vấn đề gì đó nó gây tràn khí, tràn dưỡng chất, vân vân, các rối loạn chức năng mảnh ghép, thải ghép nếu có vấn đề khác. Khi bệnh nhân ổn ra điện được thì lại một loạt cái quá trình theo dõi điều trị sau ra viện, ví dụ như là định kỳ chăm sóc đường hô hấp, cũng có soi này, lấy đờm thử vi sinh này, rồi kháng sinh sử dụng đường hô hấp này, rồi phát hiện sớm xử lý các biến chứng của đường hô hấp, ví dụ như là hẹp rồi u sùi rồi vân vân, đốt cắt làm sao, cần đặt stent không,
stent silicone này, stent lưới loại gì, rồi hướng dẫn tập vật lý trị liệu với cái phổi người bệnh ghép ấy, là cái phổi, cái hệ thống nhung mao ấy nó không hoạt động tốt, cho nên là nó ứ đọng đờm dãi rất là nhiều, nên cái việc chúng ta tập vật lý trị liệu phải có cái kiểu đặc biệt, không giống như cái vật lý trị liệu bình thường được. Thì đặc biệt là phải lưu ý đến cái vấn đề là tập thở tư thế cho người bệnh để giải quyết được vấn đề ứ đọng đờm dãi trong phổi. Thế rồi vần thùng tụ ức chế miễn dịch phù hợp cho người bệnh ra làm sao, rồi các cái điều trị đa chuyên khoa phối hợp với nhau trong trường hợp có loét dạ dày hoặc là có rối loạn đường tiêu hóa, rồi các cái vấn đề chuyển rối loạn chuyển hóa khác do dùng thuốc thì nó phải phối hợp với nhau điều trị. Và cái một số kỹ thuật thường dùng để theo dõi sau ghép, ví dụ như X quang ngực định kỳ, đo chức năng hô hấp, nội soi phế quản, xét nghiệm nồng độ thu chế miễn dịch, công thức máu được giải đồ, chức năng gan thận để điều chỉnh cho người bệnh phù hợp. Chứ nói thông thường ấy, sau khi mổ ghép phổi xong thì cái chức năng phổi thường tăng dần và ổn định vào cuối năm đầu tiên sau ghép. Thì các cái thông số theo dõi chức năng phổi, ví dụ FVC rồi FEV1 vân vân, thì các cái thông số này nói chung nó phụ thuộc vào bệnh phổi nền, một loại phẫu thuật ghép phổi vân vân. Và nếu mà chúng ta dựa vào thông số này có thể thấy được là có vấn đề gì về đường hô hấp hay không, hoặc là có nghi ngờ thải ghép hay không, cái độ nhạy tương đối cao đến đối với FEV1 hoặc FVC giảm 10-15% trở lên thì là cái yếu tố chúng ta nghi ngờ thải ghép. Chúng ta phải thực hiện cái quy trình theo dõi này một cách thường quy để mà phát hiện ra các biến chứng để giải quyết, đặc biệt các biến chứng nhiễm trùng chúng ta phải tìm ra căn nguyên, phải loại bỏ được đờm và điều trị đúng theo phác đồ. Nếu có nghi ngờ thải ghép thì chúng ta phải lấy cái dịch rửa phế quản và dùng có sinh thiết xuyên thành để đánh giá vào nhu mô, rồi để thử ra bệnh và xác định có thải ghép. Và cái việc sinh thiết rồi đánh giá này nó nên thực hiện thường quy nếu có điều kiện ở tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng nó sau ghép, nó tùy thuộc mức độ nghi ngờ. Tuy nhiên là cái việc áp dụng là không bắt buộc, tuy nhiên nếu có điều kiện chúng ta làm như vậy để xác định sớm những cái vấn đề là đánh giá cái nhu mô phổi có thải ghép hay không. Theo dõi các biến chứng đường thở cũng là cái vấn đề chúng ta phải xem trong năm đầu sau ghép, rất là hay gặp nhiều biến chứng ví dụ như là nhuyễn sụn, rồi hẹp khi hẹp phế quản, hẹp miệng nối, hẹp cái phần phổi hiến, rồi các cái u hạt granulation tissue, rồi các cái vấn đề dò miệng nối, hoại tử miệng nối có thể có hay không, trong y văn có thể có cái đấy, thì chúng ta phải điều trị các biện pháp bằng cái kỹ thuật nội soi phế quản. Tôi nói lúc đầu là cái can thiệp soi đường hô hấp rất quan trọng trong vấn đề theo dõi bệnh nhân sau ghép phổi. Ví dụ như các chúng tôi đã phải áp dụng nhiều biện pháp, nong bóng nội quản điều trị hẹp này, rồi đặt cái stent silicone điều trị hẹp này, rồi đặt stent, thậm chí là đặt stent lưới này để điều trị những cái hẹp kéo dài, rồi các điều trị dò các vấn đề các khi nhuyễn sụn nó gây kéo dài, rồi hẹp phế quản trung gian nó chẳng thế, rồi chúng tôi phải dùng các cái đốt điện bằng sóng cao tần, đốt điện bằng các thế giới chúng tôi chưa áp dụng nhưng thế giới có những đốt áp lạnh này, rồi vân vân, để điều trị những cái trường hợp mà u hạt. Chúng tôi thường xuyên dùng giao điện hoặc là dùng sóng cao tần để điều trị u hạt, và chúng tôi làm rất là nhiều. Đây là một số hình ảnh thực tiễn của chúng tôi bệnh nhân mà một kia hình ảnh nhuyễn sụn phế quản miệng nối phổi trái trước và sau đặt stent, vì nó nhuyễn hẹp chúng tôi đặt stent silicone cho bệnh nhân, hoặc là hẹp phế quản trung gian phổi phải trước và sau chúng tôi phải đặt cái stent lưới để mở phế quản trung gian ra, sau khi đốt rồi nong rồi tìm một biện pháp điều trị không được cùng phải đặt stent lưới để mở phế quản trung gian ra. Một cảnh u hạt gây hẹp stent sau stent trước và sau đốt điện, chúng tôi đã phải hẹp stent sau khi hẹp cái lòng phế quản u hạt sau cái chỗ đặt stent, chúng tôi đã tiến hành đốt điện cắt cái mỏ của u hạt để mở rộng cái đường hấp ra. Đây là một hình ảnh mà cái nhiễm trùng tái đường hấp tái diễn ở bệnh nhân sau khi theo dõi quá trình theo dõi sau ghép, bệnh nhân vào chúng tôi nội lấy cái dịch ra đục như mủ như này và cấy ra vi khuẩn, sau đó phải điều trị hết sức vất vả mới có thể giải quyết được cái vấn đề đờm dãi người bệnh như thế này. Đây là cái hình ảnh mà tôi thấy rằng là coi một cái trong rất là cẩn rồi mình đến lấy ra vất vả. Đây là cái tiến biến X quang đấy, làm cái biện pháp theo dõi sau mổ, X quang sau mổ tiến triển nó tốt dần lên theo ngày, rồi cái phim CT trước và sau mổ người bệnh đây, rồi cái nội soi phế quản hàng ngày phải thực hiện điều trị, phải không? Rồi sử dụng ECMO cho bệnh nhân trong những ngày đầu, rồi tập vận động với pháp ngay từ ngày đầu xuống sau mổ, rồi các cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính đánh giá mức độ hẹp trước và sau đặt stent để liệu tính được can thiệp cho người bệnh. Đây là hình ảnh nội soi phế quản những tháng sau ghép đánh giá liên tục quá trình diễn biến bệnh nhân, hình ảnh stent các bạn thấy bệnh nhân một bên thì stent silicone, một bên là stent lưới. Bệnh nhân này trường hợp nhất này, bệnh nhân có rất nhiều các biến chứng hẹp đường hô hấp sau khi mà một ghép. Hiện tại bệnh nhân vẫn còn sống nhưng mà phải gặp thường xuyên các biến chứng và xử lý rất nhiều các biến chứng hẹp đường hô hấp này. Thì kết luận mà nói thì nói là ghép hai phổi từ người cho đa tạng trên não là bây giờ rất là khó, phức tạp cả tổ chức kỹ thuật, nhất là giai đoạn chăm sóc sau mổ.
Chính vì vậy chúng ta cần những bộ đội ngũ y tế hết sức chuyên nghiệp trong nước ta, đặc biệt là phẫu thuật hồi sức tim mạch động ngực có tính tổ chức cao và tinh thông về việc lấy, về việc hồi sức sau mổ tim phổi cũng như là việc lấy ghép đa tạng. Cái việc thành công của phẫu thuật ghép phổi đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế lên một tầm cao mới ở các cơ sở để có thể tiến hành ghép phổi. Đồng thời, cái quá trình tiến hành ghép phổi cũng cho thấy là những cái hạn chế nhất định về mặt tổ chức, về mặt quy trình, trang thiết bị, vật tư của các cơ sở y tế, ví dụ như bệnh viện chúng tôi, để có thể cần bổ sung để phát triển ghép phổi đang tới. Và qua quá trình chăm sóc người bệnh sau ghép phổi, thấy rằng cái can thiệp nội soi vi quản này đóng vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề là theo dõi, điều trị cũng như là can thiệp để giải quyết các vấn đề sau ghép phổi cho người bệnh. Đây là hình ảnh ca bệnh ca ghép phổi đầu tiên ngày ra viện, và đây là hình ảnh ca ghép thứ ba ngày ra viện. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đại biểu. Cảm ơn.